Đánh răng bị chảy máu có phải là dấu hiệu cảnh báo của bệnh ung thư? Rất nhiều người đang gặp phải tình trạng là đánh răng bị chảy máu mỗi buổi sáng và thậm chí không làm gì thì lợi của bạn cũng bị di rỉ máu. Rất nhiều người lo lắng đây là dấu hiệu của một căn bệnh nguy hiểm thì thực tế nó có phải không? Mọi người hãy theo dõi hết video ngày hôm nay và đừng quên ấn like, đăng ký kênh để theo dõi thêm thông tin mới nhất của nhà khoa nhé. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của nha khoa Victoria. Hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề là chảy máu lợi có phải là dấu hiệu của một căn bệnh nguy hiểm hay là không. Thì xin thưa mọi người, khi mà chúng ta đánh răng bị chảy máu hoặc là chúng ta có một cái chế độ ăn uống nó không được lành mạnh nên là thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy lợi của chúng ta di rỉ máu ra một chút, thì đó là dấu hiệu gì? Chúng ta hãy nói về nguyên nhân gây ra tình trạng chảy máu lợi. Nó có thể bắt nguồn từ rất nhiều lý do sau đây. Đầu tiên chúng ta phải kể đến một lý do mà có thể bất kỳ ai cũng sẽ gặp phải. Đó chính là sử dụng bàn chải đánh răng không phù hợp. Tại vì sao mình lại nói như vậy? Bởi vì có rất nhiều loại bàn chải khác nhau và rất nhiều loại chất liệu khác nhau. Đầu lông nó sẽ có đầu lông cứng, đầu lông mềm, rất nhiều loại. Và khi mà bạn lựa chọn loại bàn chải không phù hợp thì nó sẽ xảy ra tình trạng này. Đặc biệt là những bạn nào mà có lợi yếu và chúng ta sử dụng đầu bàn chải có lông cứng khi mà chúng ta chải răng với cái động tác chải sai. Đó, mọi người thường có xu hướng đánh răng rất là mạnh, nghĩ là đánh mạnh nó sẽ sạch. Nhưng mà thực tế nó không phải như vậy đâu cả nhà nhé. Mọi người đánh răng với cái lực vừa phải thôi và chải theo chiều từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài là tốt nhất, và sử dụng đầu bàn chải lông mềm sao cho phù hợp nhất với răng của mình thì tình trạng chảy máu lợi này nó sẽ được hạn chế nhiều hơn. Đó. Nếu như chúng ta bỏ qua cái lý do thứ nhất rồi thì chắc chắn bạn đang gặp phải một trong những lý do tiếp theo. Thứ hai chúng ta cần phải kể đến đó là bạn có thể gặp phải tình trạng viêm lợi. Và tình trạng viêm lợi này mình đã có một video nói rất kỹ về vấn đề này rồi, anh chị có thể theo dõi ở trên link bên dưới nhé. Rồi, đấy là cái lý do và bị viêm lợi, đúng nào? Và một cái yếu tố thứ ba nữa, mà rất có thể lúc này bạn đang gặp phải một cái tình trạng bệnh lý nó không liên quan đến răng lắm nhưng mà nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến răng lợi các bạn, có thể là bệnh tiểu đường hoặc là một vài căn bệnh khác liên quan đến gan. Nó sẽ gây ra cái tình trạng này nhá. Nó gây ra tình trạng là suy giảm miễn dịch, nó rất dễ bị những cái tổn thương ở cái bề mặt răng của bạn, đặc biệt là những người có hội chứng tiểu đường ấy. Đây cũng chính là một trong những lý do mà những người bị tiểu đường sẽ hạn chế việc tiểu phẫu ở trên răng như là nhổ răng hay là implant. Trên đây là một vài trường hợp gây ra tình trạng bị chảy máu chân răng, bị chảy máu lợi mỗi khi mà bạn đánh răng hay là thỉnh thoảng nó chảy máu chân răng, thì bạn có thể lưu ý nhá, cân nhắc xem trường hợp của mình nó là trường hợp nào để có biện pháp xử lý kịp thời để tránh hậu quả đáng tiếc. Đặc biệt là những người mà có nguy cơ gặp phải cái tình trạng bệnh lý thì chúng ta ngoài kiểm tra nha khoa thì chúng ta cần phải kiểm tra sức khỏe tổng quát để giúp chúng ta có thể là phòng ngừa được những căn bệnh. Ok, video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích để cho mọi người. Nếu như mọi người thấy video này hay, hữu ích thì có thể là like và chia sẻ thông tin này đến mọi người nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.